Bấy giờ, từ hai đầu gối của Đức Thế Tôn, phóng ra trong ngàn ước Na Do Tha quang minh, chiếu khắp mười phương, tận pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới. Lúc đó, từ hai đầu gối của Đức Thế Tôn, phóng ra trong ngàn ước Na Do Tha quang minh, chiếu sáng khắp mười phương thế giới, tận pháp giới, tận hư không giới, tận tất cả hết thảy thế giới. Phóng quang minh ở hai đầu gối là biểu thị Bồ Tát vị từ từ tăng lên cao, biểu thị hồi nhất hướng quả, cầu trên hướng dưới hồi hướng, tự tại vô ngại, thăng lên cùng trời Đâu Xuất nói pháp, hướng trên hướng dưới hành động tự do, cho nên tại hội này sẽ nói pháp môn thập hồi hướng. Các Bồ Tát đó đều thấy tướng thần thông biến hóa của Phật ở đây, các Bồ Tát đó cũng thấy tướng thần thông biến hóa của tất cả Như Lai đó. Như vậy các Bồ Tát lúc thuở xưa cũng gieo trồng cát lành tu hạnh Bồ Tát với Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Các Bồ Tát trong mười phương thế giới đều nhìn thấy tướng thần thông biến hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà này. Các Bồ Tát trong thế giới Ta Bà cũng đều nhìn thấy tướng thần thông biến hóa của tất cả Như Lai trong mười phương thế giới hoàn toàn giống nhau. Thế giới này, thế giới kia, mười phương các thế giới, hết thảy Bồ Tát lúc thuở xưa cùng gieo trồng căn lành, cùng tu hành hạnh Bồ Tát với Tỳ Lô Giá Na Như Lai và Thích Ca Mâu Ni đều đã ngộ nhập tự tại giải thoát thâm sâu của chư Phật, đạt được thần pháp giới không khác biệt, vào tất cả cõi mà chẳng chỗ trụ, thấy vô lượng Phật đều đến thừa sự ở trong một niệm, đi khắp pháp giới tự tại vô ngại, tâm ý thanh tịnh như báu vô giá, vô lượng vô số chư Phật Như Lai thường gia trì hộ niệm, cùng ban cho sức lực đến nơi rốt ráo bậc nhất bờ bên kia. Những vị Bồ Tát này minh bạch tự tại và giải thoát của chư Phật rồi, chứng được thân pháp giới chẳng có phân biệt, tức cũng là pháp thân. Pháp thân này vào được trong tất cả cõi nước, chẳng trụ đâu chẳng trụ, vô bất trụ, chẳng tại đâu chẳng tại, vô bất tại, ở trong pháp giới tất cả cõi nước, thấy được vô lượng vô số chư Phật. Bồ Tát đều đến trước thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, gần gũi chư Phật, ở trong một niệm đi khắp pháp giới. Tại sao Bồ Tát có được cảnh giới như thế? Vì Bồ Tát đã chứng được thần thông tự tại vô ngại, tâm ý của Bồ Tát thanh tịnh như hư không, chẳng có vật gì tồn tại, tôn trọng giống như báu vô giá, được mười phương vô lượng vô số chư Phật thường thường gia trì hộ niệm, cùng ban cho sức lực đến được nơi rốt ráo bậc nhất ở bên kia. Luôn dùng tịnh niệm trụ vô thượng giác, niệm niệm luôn nhập vào nơi nhất thiết trí, dùng nhỏ vào lớn, dùng lớn vào nhỏ, đều được tự tại thông đạt vô ngại, đã được thân Phật đồng tánh với Phật, được nhất thiết trí, từ nhất thiết trí mà sinh trí thân, chỗ tu hành của tất cả Như Lai đều có thể theo vào, khai triển vô lượng pháp môn trí huệ, đến được kim cang tràng đại trí mà bên kia. Bồ Tát thường dùng niệm thanh tịnh không nhiễm trụ trong biển giác trí huệ vô thượng, trong niệm niệm thường vào nơi nhất thiết trí huệ. Cảnh giới này dùng một hạt bụi mà nhiếp thế giới vào được, dùng thế giới mà vào được một trong hạt bụi. Đây tức là cảnh giới dùng nhỏ vào lớn, dùng lớn vào nhỏ, viên dùng vô ngại, nhậm vận tự tại, thông đạt vô ngại. Bồ Tát đã chứng được pháp thân của Phật, cho nên cùng ở với Phật đắc được nhất thiết trí huệ. Thường phóng trí huệ quang minh chẳng có vô minh, từ trọng nhất thiết trí huệ sinh ra trí huệ thân, pháp môn của tất cả chư Phật tu hành hoàn toàn đều theo vào được. Đã vào pháp môn trí huệ sẽ khai triển được pháp môn vô lượng trí huệ, đạt được giống như kim cang tràng đại trí đại huệ bờ bên kia, đạt được định kim cang sẽ dứt trừ các nghi hoặc, đã đạt được thần thông tự tại của chư Phật thì sẽ ở khắp tất cả mười phương cõi nước, giáo hóa điều phục trăm ngàn vạn ước vô số chúng sinh, nơi tất cả số, tuy chẳng chấp trước, nhưng khéo tu học thành tựu rốt ráo, phương tiện an lập tất cả các pháp. Bồ Tát đắc được định kim cang rồi, thì sẽ đoạn trừ sạch tất cả hoài nghi và mê hoặc. Đã đắc được sức thần thông tự tại của chư Phật, thì có thể ở khắp trong cõi nước chư Phật mười phương, để giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh. Rốt ráo có bao nhiêu chúng sinh bị giáo hóa và điều phục, có trăm ngàn vạn ước vô số chúng sinh. Bồ Tát đối với tất cả số, sắc tâm hữu vi đều gọi là số, tuy nhiên chẳng chấp trước, nhưng khéo tu học thành tựu rốt ráo, phương tiện an lập tất cả các pháp. Như vậy thầy trăm ngàn ước Na Do Tha, bất khả thuyết vô tận tất cả vô lượng tạng công đức thanh tịnh ba đời, các chúng Bồ Tát
đều tập hội đến ở chỗ Đức Phật nhờ quang minh được thấy, ở chỗ tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Giống như trong ngàn ước Na Do Tha Bất Khả Thuyết vô cùng vô tận sự thanh tịnh, ba đời tất cả vô lượng tạng công đức của các chúng Bồ Tát, thảy đều tập hội đến cùng trời đâu xuất thế giới Ta Bà, ở tại đạo tràng của Phật, nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn ước Na Do Tha quang minh từ hai đầu gối, mà thấy được đạo tràng của tất cả chư Phật trong mười phương thế giới, cũng đều giống như tình hình ở thế giới Ta Bà. Ở trong pháp hội của Phật, diễn xướng pháp lớn hoa nghiêm, vô lượng Bồ Tát ở trong pháp hội lắng nghe Phật nói diệu pháp, đắc được vô lượng lợi ích. Mười vị Bồ Tát đó, mỗi vị đều nói mười bài kệ để khen ngợi công đức của Phật. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó phương đông Bồ Tát Kim Cang Tràng đại biểu nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỉ mỉ quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương cõi nước, như có kẻ được độ thì liền vì họ nói pháp. Hiện tại dùng kệ đơn giản để vị chúng sinh đáng được độ nói pháp để khen ngợi Đức Phật. Như Lai chẳng ra đời, cũng chẳng có niết bàn, dùng đại nguyện lực xưa thị hiện pháp tự tại. Thế nào là Như Lai? Như là thừa đạo như thật, Lai là Lai thành chánh giác. Vì đạo như thật thì chẳng đến cũng chẳng đi, Lai thành chánh giác. Đối với chúng sinh mà nói thì có đến có đi, kỳ thật vốn chẳng có đến cũng chẳng có đi. Trong Kinh Kim Cang có nói, bậc Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu nên gọi là Như Lai. Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Do đó, không lớn không nhỏ, không trong không ngoài, không đến không đi, không đi không đến. Vì trụ ở cõi thường tịch quang tịnh độ cho nên nói Như Lai chẳng ra đời. Tất nhiên Phật chẳng ra đời, tại sao chúng sinh lại nhìn thấy Phật được? Vì cơ duyên của chúng sinh thành thục cho nên hiện ra một thân Phật biến hóa để đến thế giới này giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó, thiền bách ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì Phật chẳng xuất hiện ra đời cho nên cũng chẳng có tướng và niết bàn, vốn chẳng niết bàn, tức cũng là ứng cơ duyên của chúng sinh mà thị hiện có niết bàn. Nếu chẳng thị hiện niết bàn thì tất cả chúng sinh đều sinh tâm ỷ lại, chờ đợi Phật đến giúp đỡ họ khai ngộ, chờ đợi Phật đến giúp đỡ họ thành Phật. Vì mối quan hệ đó cho nên Phật thị hiện ra đời thì hiện vào niết bàn. Thuở xưa khi Phật tu hành thì đã từng phát đại nguyện, tôi thành Phật rồi nhất định sẽ dẫn dắt tất cả chúng sinh đều cùng thành Phật đạo. Do phát đại nguyện như thế cho nên chẳng xả bỏ một chúng sinh. Thị hiện pháp tự tại này tức cũng là cảnh giới ra đời mà không ra đời, vào niết bàn mà chẳng vào niết bàn. Pháp đó khó nghĩ bàn, chẳng phải chỗ tầm hành trí huệ đến bờ kia mới thấy các cảnh Phật. Thì hiện pháp tự tại này chẳng phải tất cả chúng sinh có thể dùng lời lẽ diễn đạt được, dùng tư tưởng có thể tưởng tượng ra được. Do đó, đường lời lẽ đã bật, chỗ tầm hành đã diệt, pháp tự tại này không thể nghĩ bàn, chẳng phải chỗ tâm đạt đến nơi rốt ráo được, mà là dùng trí huệ của Phật mới đạt đến bờ bên kia được, mới thấy được cảnh giới của mười phương chư Phật. Sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng như thế, cũng chẳng lìa sắc thanh, thấy sức thần thông Phật. Phật có thần tốt đẹp 32 tướng 80 vẻ đẹp, nhưng sắc thân này chẳng phải là chân Phật, chân Phật chẳng có sắc thân. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm tất cả tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Đây là dạy chúng sinh thấy tướng lìa tướng, chẳng chấp trước tướng. Vậy tại sao Phật lại thị hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp? Vì chúng sinh chấp trước tướng, nếu lìa tướng thì chúng sinh chẳng nhận thức được, phải có tướng thì chúng sinh mới biết đó là Phật. Ở trong hư không pháp giới đều là thân Phật. Do đó, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Hư không chẳng có mọi vật chướng ngại, người tu đạo tu đến trình độ chẳng có mọi sự chướng ngại thì đó tức là thân Phật. Do đó, thân Phật chẳng đến cũng chẳng đi, thân Phật chẳng sinh cũng chẳng diệt, thân Phật chẳng dơ cũng chẳng sạch, thân Phật chẳng tăng cũng chẳng giảm. Sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng chẳng phải Phật, song cũng không thể lìa khỏi sắc thân và âm thanh. Tại sắc thân và âm thanh sẽ thấy được tất cả thần thông biến hóa của Phật, nhưng cũng được chấp trước tướng sắc âm.
Trong kinh Kim Cang có nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Chí ít không biết được cảnh thật của chư Phật, lâu tu nghiệp thành tịnh, lúc đó mới thấu được. Chẳng có đại trí đại huệ thì không biết được cảnh giới thật tại của chư Phật. Từ vô thủy kiếp đến nay, tu đạo nghiệp thành tịnh tức cũng là chẳng có tâm ô nhiễm, lúc đó mới thấu rõ được đạo lý, sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng như thế, cũng chẳng lìa sắc thanh, thấy sức thần thông Phật. Chúng ta tu đạo thì phải chân thật tu hành, không thể tự mình lừa dối mình. Hãy tự hỏi mình, rốt ráo có còn tâm dục chăng? Bất cứ là vọng tưởng về người nữ, hoặc vọng tưởng về người nam, hoặc vọng tưởng về ăn uống, hoặc vọng tưởng về quần áo, hoặc vọng tưởng về danh lợi, hoặc vọng tưởng về hơn thua. Nói tóm lại, có vọng tưởng thì có dục vọng thì chướng ngại sự tu đạo. Phải biết rằng có lòng dục háo danh thì sẽ bị danh làm nhiễm ô, có dục háo lợi thì sẽ bị lợi làm nhiễm ô, bị nhiễm ô thì chẳng thanh tịnh, không màng tu đến đâu cũng sẽ chẳng có sự thành tựu. Hiện tại hãy phản tỉnh lại, kiểm điểm triệt đề, rốt ráo đã đoạn được dục vọng đó chưa? Nếu dục vọng chưa đoạn trừ thì phải thời khắc coi chừng. Nếu chạy theo dục vọng thì sẽ chẳng được thành tịnh. Do đó, sai một ly đi ngàn dặm. Ở tại chỗ này cần phải dụng công phu, hàng ngày phải hồi quang phản chiếu. Dục niệm của tôi tăng thêm hay giảm bớt là thanh tâm quả dục hay là vọng tưởng lăng xăng? Nếu chẳng phải thanh tâm quả dục thì là vọng tưởng lăng xăng. Như vậy hãy mau tu nghiệp thanh tịnh, đoạn dục khử ái. Bằng không thì sẽ cách xa đạo 108.000 dặm, thậm chí quay lưng lại với đạo mà bỏ chạy, cách xa nhà xưa, nhà Phật của mình càng ngày càng xa. Tu hạnh thanh tịnh mới có trí huệ chân chánh, tức cũng là đến được trí huệ ở bên kia. Chẳng tu hạnh thanh tịnh, tức là ngu si. Một khi thấy tiền tài thì phát cuồng, một khi thấy sắc đẹp thì phát cuồng, một khi thấy danh thì phát cuồng, một khi thấy lợi thì phát cuồng. Đó tức là pháp nhiễm ô. Các vị thiện trí thức phải ở tại chỗ này mà dụng công. Nếu chẳng ở tại chỗ này dụng công thì dù có tu 8 vạn đại kiếp cũng không thành tựu nghiệp thanh tịnh của bạn. Không thành tựu nghiệp thanh tịnh thì không thể minh bạch cảnh giới của Phật. Chánh giác không chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi. Thanh tịnh diệu sắc thân do thần lực hiển hiện. Chánh giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn là danh hiệu của Phật, tức cũng là chẳng chỗ nào mà không giác, không chỗ nào mà không ngộ, còn gọi là đại giác, còn gọi là diệu giác. Phật chẳng có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi, do đó không đến cũng không đi. Pháp thân của Phật là tận hư không khắp pháp giới, dùng mãn tất cả cõi nước chư Phật. Tất cả cõi nước đều là chỗ sở tại pháp thân của Phật. Pháp thân là vô tại, vô bất tại, chỗ sở tại cũng là chỗ không sở tại. Diệu sắc thân của Phật là thanh tịnh, tức cũng là thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Thân chẳng giết hại, trộm cắp, tà dâm, ba điều ác. Miệng chẳng nói dối, thêu dệt hai lưỡi, chửi mắng, bốn điều ác. Ý chẳng tham sân si, ba điều ác. Phật cho đến 10 thứ ý niệm này cũng chẳng có. Ba nghiệp thanh tịnh rồi thì sẽ đắc được diệu sắc thân thanh tịnh. Phật dùng sức thần thông mà hiện hiện ra diệu sắc thân trang nghiêm, 32 tướng, 80 vẻ đẹp. 32 tướng tức là 1. Đầu có quang minh tròn, 2. Đầu có nhục kế, 3. Giữa mày có luồng quang trắng, 4. Mắt xanh biếc, 5. Mặt như trăng rằm, 6. Răng trắng đều khít, 7. Có 40 cái răng, 8. Được 2 răng, 9. Lưỡi rộng dài, 10. Trong miệng tỏa hương thơm, 11 tiếng phạm la, 12 tiếng mềm mại, 13 thân sắc vàng tía, 14 da mịn láng, 15 thân tròn đầy, 16 ngực có chữ vạn, 17 thân vuông thẳng, 18 lông thân tốt đẹp, 19 lông thân vòng qua bên phải, 20 khuỷu tay thon tròn,